Tử vi năm 2021, tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, nữ mạng. Thứ nhất, tổng quan năm 2021. Nữ mạng sinh năm 1987, tuổi Đinh Mão, tức tuổi con mèo, thường gọi là vọng nguyệt chi mão, tức mèo ngắm trăng, mệnh lư trung hòa nghĩa là lửa trong lò, sao chiếu mệnh gặp sao thái bạch, vận hạn, hạn thiên la, vận niên, thổ lộng nguyệt, thái tuế năm 2021, không phạm hạn thái tuế, tam tai năm 2021, không phạm hạn tam tai, tuổi kim lâu năm 2021, phạm kim lâu lục xúc, hạn hoang ốc năm 2021, không phạm hạn hoang ốc. Thứ hai. Sao chiếu mệnh tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 nữ mạng trong năm 2021. Tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 nữ mạng trong năm 2021 gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh. Sao Thái Bạch hay còn gọi là Kim Tinh là một hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Người bị sao Thái Bạch chiếu mạng trong năm sẽ hao tốn nhiều tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Người ăn ở mất âm đức khi gặp sao Thái Bạch còn bị họa lớn hơn bởi Kim Tinh là hung tinh chủ về hung vận. Kim Tinh còn được gọi là Triều Dương Tinh. Ánh trăng bị che mờ thì mưu sự khó thành, quý nhân kiến hỷ, thêm nhân khẩu, hôn nhân cưới gả đều có hạn, sử dụng tiền tài cần chú ý tiểu nhân. Người gặp sao thái bạch ví như ánh trăng xuyên qua đám mây vậy, nghĩa là vận trình rất tốt nhưng hay ưu phiền vì bị mây mù che phủ. Ngay cả ánh trăng cũng bị che mờ nên cuộc sống u tối thường xuyên gặp trở ngại, không phát huy được hết năng lực của bản thân. Trong khi đó người này lại có xu hướng khép kín nên mọi người xung quanh thấy khó lại gần. Nếu bản mệnh vượt qua được những rào cản trên thì vận trình thăng tiến rất nhanh, gặp việc gì cũng cần lưu tâm chú ý, cẩn trọng với việc cho vay tiền vì dễ phát sinh cãi vã, khi cần xử lý những việc này thì phải thật khiêm tốn, nhún nhường sẽ có lợi hơn. Nhìn chung dân gian quan niệm rằng để giảm bớt các vận hạn do sao Thái Bạch chiếu mạng thì cần phải cúng giải hạn sao Thái Bạch hàng tháng. Sao Thái Bạch kỵ nhất vào tháng 2, tháng 5, tháng 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm để tăng cường thêm cát khí, tránh hung tìm cát do vận hạn gây ra cho bản mệnh, khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy cát lành, vòng tam hợp quý nhân phù trợ, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải tai ương, đem đến may mắn, bình an, quý nhân phù trợ cho thân mệnh, vượng tài, vượng vật. Thứ ba Vận hạn tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 nữ mạng trong năm 2021 Quý bạn tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 nữ mạng trong năm 2021 gặp hạn Thiên La nếu gặp hạn thiên la cảnh phòng ly cách phu thê nhẫn nhịn để gia đình êm ấm chớ nên ghen tuông to tiếng kẻo chuyện bé xé ra to tâm luôn không yên lo lắng mọi điều hạn thiên la khi gặp phải tâm lý sẽ bất an ma quỷ quấy phá bệnh kỳ quái hiểu một cách cụ thể thì bệnh này chủ yếu về góc độ tinh thần trí não tâm lý đương số có thể gặp các chứng trầm cảm lo âu thái quá cảm giác không được yên tâm an toàn thường nóng ruột, tinh thần thiếu tập trung, bồn chồn, nhiều người có thể mất ngủ về đêm, thường mơ thấy ác mộng có một số sách ghi chép thêm khi gặp hạn thiên la này vợ chồng thường mâu thuẫn bất hòa cãi vã ra đạo lục đục chắc trở thường xảy ra cãi vã ghen tuông lời qua tiếng lại khiến cho chuyện nhỏ hóa lớn dẫn tới cảnh vợ chồng xa cách ly thân ly dị thế nên cả hai cần nhẫn nhịn thấu hiểu nhau như vậy mới được hạnh phúc Hạn Thiên La là một trong hệ thống tám hạn luân phiên, theo năm đối với các tuổi, nếu năm gặp hạn Thiên La này sức khỏe và tâm lý của đương số không được ổn định. Thứ tư, hạn Thái Tuế. Trong năm 2021 có 5 con giáp phạm hạn Thái Tuế, đó là tuổi Sửu, Mùi thìn, ngọ, tuất. Như vậy trong năm 2021 thì tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 nữ mạng không phạm hạn Thái Tuế. Thứ năm, hạn Tam Tai. Hạn Tam Tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi người tam có nghĩa là ba số ba thứ ba còn tai có nghĩa là tai họa họa hại và trong một đời người cứ như vậy sau 12 năm thì lại gặp hạn tam tai một lần tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai bản mệnh tuổi thân tý thìn gặp hạn tam tai vào năm dần mão thìn bản mệnh tuổi dần ngọ tuất gặp hạn tam tai vào năm thân dậu tuất bản mệnh tuổi tỵ dậu sửu gặp hạn tam tai vào năm hợi tý sửu bản mệnh tuổi hợi mão mùi gặp hạn tam tai vào năm tỵ ngọ mùi bản mệnh tuổi đinh mão theo quan niệm dân gian cần tránh các năm tam tai kỷ tỵ canh ngọ tân mùi tân tỵ nhâm ngọ quý mùi, quý tỵ, giáp ngọ, ất mùi, ất tỵ, bính ngọ, đinh mùi, đinh tỵ, mậu ngọ, kỷ mùi. Như vậy trong năm 2021, tuổi đinh mão sinh năm 1987 nữ mạng không phạm hạn tam tai. Để kích hoạt mở cung tài lộc trong năm 2021, các bạn nên kết hợp sử dụng thẻ kim bài ngũ lộ thần tài đặt trong ví, trong túi sách kết sắt hoặc ban thờ thần tài để khai vận tài lộc luôn đem lại may mắn. Thứ sáu, hạn kim lâu. Tuổi kim lâu là một khái niệm trong khoa học cổ phương Đông để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Hạn kim lâu có bốn dạng, đó là kim lâu thân, là kim lâu hại cho chính bản thân mình. Thường hạn này là hạn kim lâu nam, phạm tuổi người nam, khi xem làm nhà phải năm kim lâu. Thứ hai là kim lâu thê, đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ. Thứ ba là kim lâu tử, đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong nhà. Thứ tư là kim lâu lục xúc, đây là hạn kim lâu có thể hại cho gia súc và nếu ai làm ăn chủ về chăn nuôi thì hạn kim lâu này có thể mang lại chuyện tán gia bại sản, khó nuôi vật nuôi. Theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì một 3 6 8 thì kim lâu, tức tuổi âm chia cho số 9, số dư thuộc vào một trong bốn số trên thì phạm kim lâu, cụ thể dư 1 phạm kim lâu thân, dư 3 phạm kim lâu thê, dư 6 phạm kim lâu tử, dư 8 phạm kim lâu lục xúc, ngoại trừ 8 tuổi không phạm kim lâu là tân Sửu, tân Mùi, Kỷ Sửu, Kỷ Mùi, Canh Dần, Nhâm Dần, Canh Thân và Nhâm Thân. Như vậy, trong năm 2021, tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 nữ mạng là 35 tuổi, phạm tuổi Kim Lâu, Kim Lâu lục xúc. Thứ bảy, hạn hoang ốc. Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng, ốc có nghĩa là nhà thế nên hạn này có nghĩa là ngôi nhà hoang một vận hạn mà chúng ta cần tránh kiêng kỵ khi xây nhà nếu làm nhà mà vào hạn đúng cung xấu sẽ khiến cho công việc tiến hành hay gặp trắc trở khó khăn cuộc sống sau này nghèo túng làm ăn khó phát sức khỏe quan hệ gia đình ngày càng có nhiều vấn đề theo chiều hướng tiêu cực hạn tuổi hoang ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt và 3 cung xấu, cụ thể như sau, các cung nhất cát, nhì nghi, tứ tấn tài là 3 cung tốt cung tam địa sát ngũ thọ tử và lục hoang ốc là ba cung xấu theo quan niệm dân gian nếu vào các năm phạm lục hoang ốc tam địa sát và ngũ thọ tử thì dễ gặp các hạn chủ về chết chóc bệnh tật tán ra bại sản nếu mua hoặc xây nhà trong năm đó đúc kết theo cách tính dân gian đời người 75 tuổi sẽ có 29 năm phạm hạn hoang ốc thọ tử hoặc tam địa sát Cách tính hạn tuổi hoang ốc đơn giản như sau, lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị, chia cho 6 và lấy số dư. Trường hợp dư 1 là nhất cát, dư 2 là nhị nghi, dư 3 là tam địa sát, dư 4 là tứ tấn tài, dư 5 là ngũ thọ tử, dư 6 là lục hoang ốc. Như vậy, trong năm 2021, tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 nữ mạng là 35 tuổi âm không phạm hạn tuổi hoang ốc. Thứ 8. Vận niên năm 2021. Tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 nữ mạng trong năm 2021 gặp vận niên thổ lộng nguyệt Thổ lộng nguyệt là thỏ vần trăng, báo hiệu bản mệnh có một năm đầy vui vẻ, hạnh phúc, công danh thành đạt, tiền bạc dồi dào, nhiều công việc trước đây bị bế tắc, đến nay tự nhiên bản mệnh gặp may mắn, giải quyết được nhanh chóng, suôn sẻ, thi cử dễ đạt khoa bảng, xin việc hay thay đổi công tác thì bản mệnh được nhận vào chỗ tốt, đang thiếu người. Trong năm này bản mệnh ra ngoài gặp được bạn tốt, ngoài ra còn có tin vui, hỷ tín trong gia đình, tuy nhiên về mặt tài chính thì trong năm nay... Bản mệnh tiêu pha tiền bạc tốn kém nhiều, cho vay mượn khó đòi lại được, hơn nữa trong năm gặp vận niên thổ Lộng Nguyệt thì bản mệnh cũng nên hạn chế đến nơi tiệc tùng ăn uống. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh, like và chia sẻ video này để ủng hộ cho phong thủy Bạch Dương nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.